Xin mến chào bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một cái dàn sớ, các bạn, dàn sớ nghĩa địa của ông anh Dư, ông bán lại cho anh em sử dụng ha. Là dàn sớ này là dàn sớ ship số đó. Đó là mua đắp mua mua nhiêu anh? Mua 25 triệu sắp bông nó chạy ra ba mấy triệu. Mua 25 mà sắp bông là chạy ra ba mấy triệu ha. Bông húp. Đó, chạy sắp bông húp bạn đó. Đây gân, đây gân là gân ít ít có chạy, do đó nên nó còn rất là cơ bản, rất là dày ha. Tại bỏ tại chỗ thì cái nào bỏ thì nó cũng là bị sét thôi bạn. Đó. Đây, quan trọng nhất là cái này nữa bạn. Đó. Có bị mòn, có bị nó có còn vuông cạnh hay không đó thì mình biết ha. Đó. Nó vuông cạnh hay không là xài nó có, là người ta có xài nhiều hay không là mình coi mấy này các bạn. Cái dàn cái mà cái nhông này, cái ấy này là nó nguyên ghê luôn ha. Còn chữ ra băng luôn. Cái nó hợp 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 cái của nó là bao nhiêu ta? Trăm trăm mấy? Dây sên 120. Dây sên nó là 120 ha. Dây sên nó 120. Có để chữ ra băng sẵn luôn. À. Nguyên zin ha. Đó các bạn. À, mình giới thiệu bán thì xíu nữa thì ảnh có tháo mấy chiếc nhông, mình bỏ ra ngoài. Lát nữa mình quay mấy chiếc nhông cho bạn xem ha. À, hộp sọ này hộp sọ lớn. Là anh kêu giá bán là 17 triệu các bạn. Anh em có nhu cầu mua thì liên lạc. Đó. Còn đồ còn rất là dày dặn ha. Đó. Tất cả đều còn rất là đẹp luôn. Nói chung là xài được, giá này 17 triệu này xài được các bạn. Đó. Gần nè. Nó mà mua 25 triệu mà mình làm này kia nọ thành ra ba mươi mấy triệu mà xài mua cái đĩa xài mới có một thời gian thôi kêu bán lại. Cái này mình mang cho máy cày mấy ta? Thì nó bông hai thước rồi. Này bông hai thước ha. Ừ. Yêu cầu anh em nào sử dụng thì bông hai thước thì mang được. Tem bụng rồi của nó hồi hương. Nha. À. Đó bạn, rồi anh em nào có nhu cầu mua thì liên lạc hết bạn. Đó. Này là hiện tại là mình sớ cái dàn phấp này mình sớ đắt nước, đắt khô đều được luôn không anh? Chạy bình thường. Khô nước thì sớ được hết ha. Đây mình sớ đẹp không anh, đắt đẹp không? Êm được. Êm ha. Cái dàn sọ nè bạn. Sọ nè. Này tại anh thay nhớt vậy đó nên nó tối màu. Vậy đó bạn. Đó. Anh em có nhu cầu mua thì liên lạc để mình quay cái mấy cái nhông cho bạn xem. Anh tháo mấy cái nhông anh bỏ ở ngoài. Đây các bạn, nhông của cái dàn sớ là như thế này đây, còn rất là đẹp ha. Đó, nói chung là nhông là không có chê đi gì chứ bạn. Nhông nguyên zin của nó là gì đó. Nguyên zin của nó đó. Nhông ship số đó. Cái này là mình muốn xài từng bự thì xài từng bự. À. Này là bốn trái này mình muốn đổi dòng nào mình xài dòng đó ha. Các bạn. Ví dụ như mình muốn xài lẹ tua thì mình có nhông ở trong đó tự truyền lẹ. Tự truyền lẹ rồi mình muốn xài chậm tua thì mình đổi nhông các bạn. Nhông ở đây còn rất là đẹp ha. Bên dây sên cũng đổi. Này các bạn xem nè. Bạn xem nhìn cái này nè là mình biết nè. Nó có đẹp hay không là như này nữa mà. Đây cũng vậy luôn nè. Này tại vì tháo ra sợ bị mất các bạn, sợ ở đây bị chậm lắm, đó sợ bị mất. Dây sên mình cũng đổi nhông lên nhông xuống được luôn, có nhông dây sên bằng nhau luôn. À, còn cái màu đẹp ha. Bị dàn sớ này đời má dày đó rồi dây sên đồ đổi. Đó. Được còn luôn, rất là đẹp. Cái đó nên anh em mua sử dụng ha. Kêu giá bán 17 triệu. Nói cái này không là một đống tiền ha. Ừ. Dây sên đó là cái nhông ghim của nó còn luôn, chữ ra băng luôn, còn đẹp nhông luôn. Dạ. Rồi mình anh em nào có nhu cầu bán máy thì liên lạc qua kênh của mình bằng số điện thoại là 0352915395 các bạn. Còn anh em nào có nhu cầu mua dàn sớ này thì số điện thoại mình sẽ để ở trên tiêu đề.